Sáng ngày 1 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đi thăm, chúc thọ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Hóc Môn. Đoàn đến thăm cụ Nguyễn Thị Bắp, 90 tuổi, ngụ ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, và cụ Lê Thị Ngộ, 88 tuổi, ngụ ấp Hương Lân, xã Bà Điểm. Cụ Nguyễn Thị Bắp ở cùng với vợ chồng người con út và có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian giãn cách xã hội, gia đình cụ Bắp được địa phương chăm lo lương thực thực phẩm đầy đủ kịp thời. Cụ Lê Thị Ngộ sống độc thân, bản thân khó khăn, cụ khiếm thị và sức khỏe yếu nên không đi lại được. Hiện nay cụ Ngộ được người cháu phụng dưỡng. Cả hai cụ Nguyễn Thị Bắp và Lê Thị Ngộ hàng tháng được lãnh trợ cấp người cao tuổi 380.000 đồng một tháng. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ xúc động khi biết cụ Lê Thị Ngộ chưa tiêm vaccine mà nhường cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Gửi lời cảm ơn cụ Lê Thị Ngộ, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chia sẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực bao phủ vaccine tới người dân, nhất là những người có bệnh nền trên 50 tuổi để bảo vệ sức khỏe người dân.